Quốc hội Mỹ lần đầu họp về UFO sau hơn 50 năm. Khi nói đến UFO chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ đến những đĩa bay của người ngoài hành tinh hay những con tàu không gian bay với vận tốc ngoài sức tưởng tượng của con người. Hơn 50 năm qua các quốc gia đặc biệt là Mỹ luôn phủ định về những hiện tượng trên, nhưng mới đây tại phiên điều trần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ thì Phó Giám đốc Tình báo Hải quân Hoa Kỳ đã công khai xác nhận rằng ngày càng có nhiều vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời. Được biết tháng 6 năm ngoái, Cộng đồng Tình báo Mỹ công bố bản báo cáo nêu rõ họ không phát hiện bằng chứng về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên bầu trời, nhưng cũng thừa nhận không thể tìm ra bất kỳ lời giải thích nào cho hàng chục hiện tượng mà các phi công quân sự quan sát được. Trong năm đó, họ đã ghi nhận tổng cộng 144 báo cáo về các vật thể bay không xác định và chỉ một số ít có thể giải thích được. Một số có thể là do sự hiện diện của máy bay không người lái hoặc chim trời gây nhầm lẫn cho hệ thống radar của máy bay quân sự. Một số khác có thể là những vụ thử nghiệm thiết bị hoặc công nghệ quân sự do các nước khác. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ tổ chức phiên điều trần công khai về UFO kể từ khi nghị sĩ Gerald Ford thúc đẩy việc tổ chức phiên điều trần của lực lượng không quân về hiện tượng này vào năm 1969, và chắc là trong tương lai sớm thôi loài người chúng ta sẽ được công bố về những thứ khác ghê gớm hơn.